Hồi tháng 5 đi Đài Bắc về có bảo với bồ mình là chắc còn lâu lâu nữa mới lại đi Đài Bắc. Thế mà chưa gì mới 6 tháng sau đã quay lại Đài Bắc rồi nè. Việc đầu tiên khi đến Đài Bắc là đi ăn lẩu. Mình đặt được bàn ở U Lao Đài Bắc lúc 4:30 chiều. Quầy line nước chậm đấy, đồ lắm mọi người ạ. Nhưng mà cả nước lẩu lẫn đồ nướng lẩu đây hoàn toàn khác biệt so với U Lao ở Việt Nam nha. Mình gọi cay vừa bởi vì là bạn đồng hành của mình không ăn được cay, nhưng mà nước lẩu vẫn rất là đậm đà, rất là thơm và cay tê rất dễ chịu. Miếng tiết vịt mềm mướt tan trong miệng. Đồ nướng lẩu cũng rất là ok, đặc biệt là viên tôm hùm ngon không nơi nào sánh bằng. Phần nước lẩu Trường Thọ thì mình vẫn thích ở bên Beauty in the Pot hơn. Cuối bữa tụi mình được tặng chanh tuyết vị đào ngon nhám. Sáng ngày hôm sau tụi mình đi pop up của một anh UK barista champion năm 2019 và 2020. Tụi mình uống cà, anh ấy pha và nghe anh trò chuyện. Nhưng mà về cơ bản thì không hợp khẩu vị của tụi mình cho lắm. Người ta nói là nơi mà ăn đồ Nhật ngon nhất chỉ sau Nhật chính là ở Đài Loan. Nên trưa nay tụi mình đi ăn cơm lươn Nhật. Tiệm này thì nổi tiếng là vừa ngon vừa rẻ nên là mình háo hức lắm. Và quả thật là rất là ngon mọi người ạ. Miếng lươn dày, tươi, béo ngậy. Phần sốt thì không quá đậm đâu, nên là không bị át đi vị ngọt của lươn. Điểm trừ duy nhất là lươn hôm nay tụi mình ăn có chút xương răm nên hơi lạo xạo. Tụi mình gọi cả tonkatsu don và trứng cuộn luôn, ăn cũng ok lắm. Mà bữa này rất rẻ nha, đâu đó chỉ khoảng 740 đài tệ thôi. Ăn trưa xong tụi mình di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Lại là một pop-up khác của một cửa tiệm cà phê rất nổi tiếng ở châu Âu. Lúc tụi mình tới nơi thì cái hàng chờ đợi đã dài kinh khủng rồi. Tụi mình chờ, chờ và chờ. Và mọi người biết gì không? Sau gần 2 tiếng đồng hồ xếp hàng, tụi mình vào đến bên trong để phát hiện ra rằng tụi mình vẫn chưa được gọi cà phê mà phải tiếp tục xếp hàng chờ đợi tiếp. Mà điều thực sự gây ức chế là tụi mình thấy các bạn barista không hề làm gì cả mà đang đứng nói cười với nhau. Lúc ấy do quá là bực mình và cũng sát đến giờ của hoạt động tiếp theo rồi nên tụi mình bỏ cuộc, không thèm uống cà phê ở đây nữa. Tụi mình di chuyển đến khách sạn Sheraton để tham gia một sự kiện khác về cà phê. Và thế là lại được uống cà phê, thậm chí còn ngon và còn không hề mất một đồng nào cả. Kết thúc sự kiện buổi chiều thì tụi mình đi dạo vòng quanh thôi. Đi vòng vòng chưa biết ăn gì thì bắt gặp Xuân Chảy Tháng. Lần này mình gọi món đậu phụ kho với bánh gạo, sủi cảo với dầu ớt và món mì trộn với cả dầu mè. Trừ món đậu phụ kho ra thì cả hai món còn lại tụi mình đều rất là thích. Và đương nhiên là phải gọi cả trà sữa nữa rồi. Nhưng đây mới là lý do khiến bọn mình phi vào đây. Kem trà sữa trân châu, kem thơm đậm vị trà mà không hề ngọt, quyện với vị dẻo dẻo của trân châu đường đen. Ăn tối xong tụi mình lại đi dạo vòng vòng. Đài Loan đúng là thiên đường của những thứ đáng yêu. Do tối hôm qua vẫn có một vài trục trặc nhỏ nên tối nay tụi mình mới thực sự được check in vào phòng của bọn mình. Căn phòng nằm ở tầng 13 và có rất là nhiều cửa sổ. Sáng nay bồ mình đã đi làm từ sớm, mình thì ngủ nướng rồi ảnh ương chán rồi tôi mới ra ngoài. Hôm qua ăn ở hàng cơm lươn xong đi ra nhìn thấy hàng ramen đối diện, có hàng dài người đang xếp hàng.
Thế là cuối cùng thế nào hôm nay chính mình cũng lại đi ăn ở hàng ramen đấy luôn. Lúc ấy cũng khá là trễ rồi, khoảng tầm 2 giờ rưỡi chiều, thế mà khách vẫn ra vào liên tùng tục luôn. Gà rán mình thấy không đặc sắc lắm, nhưng mà mì thì rất là ngon ạ. Mình gọi mì chua cay, nước dùng xương béo ngậy, thơm đậm đà mà có cả mùi cá khô hay là mực khô, có vị cay cay và chua nhẹ. Trứng ngâm tương rất là dẻo mà ăn rất là vừa miệng, không bị mặn. Thịt được tẩm ướt rồi nướng sơ, thơm, đậm đà, thái dày miếng. Sợi mì tươi dày siêu dai, măng mặn ngọt chua giòn cực kỳ ngon. Ăn trưa xong mình tới một quán cà phê poodle có tên là Oppa Poodle. Nhân viên chân ngắn ra đón mình có dễ thương không này? Vâng, và xin giới thiệu, đây chính là Oppa, chúa poodle khổng lồ, ngôi sao của quán cà phê. Nhưng mà ngôi sao này kiêu lắm, chỉ làm việc nếu mà có đồ ăn thôi các bạn ạ. Còn em bé này tên là Đi Đi, là đệ đệ trong tiếng Việt của Mỹ. Trời ơi, dễ thương xỉu luôn. Quán yêu cầu mỗi khách phải tiêu ít nhất là 200 đài tệ nên mình đã gọi một phần bánh và một phần trà. Lát sau ông chủ dắt ra thêm một em bé poodle to bự nữa nè. Ngắm các em thêm một lúc rồi mình quyết định đi dạo vòng vòng ở khu này. Khu này như kiểu là chợ bán đồ khô từ ngày xưa ấy mọi người. Gia vị này, đồ khô này. Nhưng xen lẫn vào đó cũng có những cửa tiệm hiện đại và mới mẻ, tạo nên một cái vibe rất là dễ chịu. Đi một hồi mình ra đến tận bờ sông luôn. Ở đây họ làm những cái container thành những cái cửa tiệm xinh xinh, bán đồ ăn buổi tối rất là dễ thương luôn. Mình đi qua cái quầy này, thấy bao nhiêu là chai sặc sỡ xinh xắn. Thế là bạn chủ tiệm bạn ấy rất là nhiệt tình, mời mình thử đủ các vị của bạn ấy luôn. Vì chai rất xinh và bạn chủ tiệm nhiệt tình nên mình mua ủng hộ một chai cocktail có vị ổi đào rất là thơm. Hôm nay âm u cả ngày mọi người ạ, khúc này là trời bắt đầu mưa này. Thế là thôi, mình đi về thôi. Sáng ngày hôm sau nắng lại vàng đẹp rực rỡ mọi người ơi. Buổi sáng thì bố mình đã đi làm rồi, mình lại ở khách sạn đến tận buổi trưa rồi lại mò đi ăn. Hôm nay mình chờ bạn bố mình từ hội chợ về để đi ăn với nhau, thế nên là mình tranh thủ gấp thú một chút. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình gấp thú thành công mọi người ạ. Trưa nay tụi mình đi ăn một quán cà ri kiểu Nhật. Cả quán chỉ có một mình bạn chủ làm tất cả mọi việc, từ sơ chế, nấu nướng, tới phục vụ các vị khách ăn tại quán cũng như các đơn mang đi. Mình gọi một phần bò viên nhân phô mai, một phần khoai tây chiên với sốt mayonnaise truffle và một phần cơm cà ri với sườn bò được hầm nhừ. Món bò viên nhân phô mai ở tiệm này rất là nổi tiếng nhưng mình thì không thích, cả phần bò viên lẫn phần nhân phô mai ăn đều rất là bình thường luôn, không gì đặc sắc cả. Khoai tây chiên ở đây thì ngon tới độ mà tụi mình suýt nữa thì gọi thêm một phần nữa. Vỏ ngoài giòn tan, bên trong bùi, thơm. Vị sốt mayonnaise truffle rất là vừa phải. Cơm cà ri ở đây ngon đặc biệt, không giống bất cứ một hàng nào mà mình đã từng ăn. Nguyên liệu tươi được nấu nhừ chứ không phải là xay nhuyễn. Phần cà ri cũng có vị tươi chứ không phải là của viên ngô được nấu sẵn. Còn có thể nếm được cả vị cá chua tươi ở trong phần cà ri. Và thịt bò được hầm nhừ rất là ngon luôn. 10 điểm không có nhưng. Ăn trưa xong tụi mình đi bộ đến một quán cà phê mà mình rất yêu thích. Quán cà phê này có 2 cơ sở. Cơ sở này thì mình chưa ngồi bao giờ. Và họ không có cái món mà mình thích uống mọi người ơi. Cơ mà ngồi ở đây cũng khá là chill đấy.
rất nhiều lần tự từ chối thì lần này mình quyết định đi ăn thử mì bò. Nhưng mình quyết định không ăn ở Yongkang như mọi người mà mình thử một quán mì khác. Quán này được Michelin Guide rất là nhiều năm nha. Mình gọi một phần rau xào, một phần mì bò cay và một phần bánh kẹp với thịt bò xào với hành. Ôi, món nào đây cũng ngon mọi người ơi. Và nó đã phá vỡ hoàn toàn định kiến của mình đối với mì bò Đài Loan ấy. Phần nước dùng cực kỳ đậm đà và rõ mùi gia vị. Mùi gia vị rất rất thơm nhưng mà lại rất là đầm và dễ chịu chứ không bị hắc lên đâu. Sợi mì tươi vừa dai vừa mềm, ăn cực kỳ sướng miệng luôn. Thịt bò hầm mềm lắm. Nhưng mà ngon nhất vẫn là phần nước dùng nhá. Mình cứ húp nước dùng thôi, trời ơi vừa ngọt vừa thơm. Cái món thịt bò xào này họ làm khéo lắm nhá. Trời ơi vừa mềm vừa thơm, dai dai nhẹ nhẹ ngon cực. Ăn với cái bánh dai dai kia ngon lắm ý. Trông cái mặt ăn ngon hạnh phúc không nhỉ? Vâng, và đây chính là mục đích của chuyến đi. Đây là hội chợ về cà phê thế giới được tổ chức ở Đài Loan năm nay nhá. Vô tình thế nào sáng lúc mình đến thì thấy một bạn Trung Quốc đang thi. Bạn ấy thi đẹp quá, thế là mình đứng lại xem. Mà thế nào thì bạn ấy lại chính là champion năm nay luôn. Việt Nam mình cũng có khoảng 10 gian hàng ở đây nè. Mình thì mình đã đi hội chợ bên châu Âu rất nhiều rồi. Thì thực ra là các hội chợ cũng khá là giống nhau ấy. Chủ yếu lần này đi lấy cho bạn bồ mình đi làm việc thôi. Còn mình đi lượn lờ, ngó nghiêng, nói chuyện, thử đồ. Nói chung là cũng giống như là tham gia các hội chợ khác. Tự dưng lại vớ được cái quầy của hai bạn champion người Pháp nè. Thế là tự dưng ở giữa Đài Loan nhưng mà được nói tiếng Pháp mọi người ạ. Lúc này là đến đại diện của Việt Nam mình thi nè. Đây là thi Latte Art thế giới đó mọi người. Nên là mình đứng cổ vũ và xem bạn ý thi. Nhưng mà rất đáng tiếc là bạn ấy không vượt qua được vòng loại mọi người ạ. Vì ngày hôm nay là thứ bảy nên là hội chợ quá là đông luôn. Mình gặp nhiều người quá nên là mình mệt quá, đến đầu giờ chiều mình đành mò về cùng với cả chiến lợi phẩm của ngày hôm nay này. Tối hôm đấy thì tụi mình đi ăn món vịt nấu gừng. Đây là một món mà người dân Đài Loan thường ăn vào những ngày trời rất là lạnh. Vì phải xếp hàng khá là lâu nên là bồ mình đứng chờ xếp hàng, còn mình chạy đi mua mochi dâu về ăn này. Nhưng mà không ngon đâu. Món vịt gừng này ăn rất là dễ chịu nhá. Và mình hoàn toàn có thể hiểu được tại sao người dân Đài Loan lại rất thích ăn món này vào những ngày trời trở lạnh. Vì cửa sổ chính của phòng khách sạn tụi mình nhìn ra hướng đông nên là có thể nhìn thấy mặt trời mọc đẹp như thế này này. Mình dậy ngó mặt trời mọc thế thôi nhưng sau mình lại đi nằm tiếp. Mình nằm đến tận cuối giờ sáng rồi mình mới thèm mò dậy cơ. Sau đó thì mình lại thay đồ chuẩn bị và đến hội chợ này. Hội chợ diễn ra song song bao gồm cả ẩm thực và rượu và trà ở Đài Loan nữa nhá. Đây là hội chợ quốc tế luôn đấy. Đi vòng vòng ba cái hội chợ kia nhưng không thấy có gì vui nên là tụi mình đi ăn trưa này. Rồi mình chờ bồ mình để đến giờ bồ mình tan ca được đi về rồi đi ăn thôi. Và mình đã rất là mong chờ để được thử tiệm ramen này. Mình gọi hai phần mì signature của quán, một phần abura soba mì khô vị soyu và một phần citrus sea salt ramen. Phần mì khô của họ khá là ngon nhưng hơi ngọt một chút đối với mình. Còn phần ramen ngon lắm mọi người ơi, nước dùng rất là thơm, có mùi cam chanh dịu dịu, ăn cực kỳ cuốn luôn ý. Ở trong quán rất là đông và mì này thì không thích hợp để quay chụp nhiều nên là thôi mọi người ngắm ảnh đỡ nhá. Đi bộ về qua thấy kem của Family Mart nên mình lại đòi mua. Sáng hôm sau bồ mình đã lại đi làm nhưng mà mình đã quá chán hội chợ rồi nên mình không tới nữa đâu. Thế nên là mình mò tới một quán cà phê mà lần trước tụi mình đã tới và rất ấn tượng với món caramel ở nơi này. Mình chưa ăn gì nên mình dùng brunch ở đây luôn. Mình gọi một phần croissant kẹp với cả salad trứng và một phần nước gì đó có ga với cả mứt cam chanh. Croissant ăn ngon bất ngờ luôn. Có thể thấy rõ được vị bơ quyện với cả vị tươi mới của rau và cà chua cùng với vị béo béo của egg salad. Điều đáng buồn là lần này caramel không được ngon nhưng lần trước cái caramel ấy thực sự là hoàn hảo luôn. Béo mềm mịn với vị caramel đắng vừa phải, rất là ngon. Nhưng mà lần này caramel hơi đắng một chút. Quán cà phê nằm trong khu vực của trường đại học ấy, nên là rất là yên tĩnh và rất là dễ chịu. Và xung quanh thì rất là nhiều quán cà phê, có các bạn sinh viên đang ngồi học bài. Ăn trưa xong thì mình đi dạo chơi ở một khu phố Nhật. Khu phố này vốn ngày xưa là khu nhà tù trong thời kỳ Nhật đô hộ tại Đài Loan.
Sau này được cải tạo lại thành những cái cửa hàng rất là đáng yêu như thế này này. Đi dạo rất là thích nhưng mình lại quay lại đây. Là Simple Coffee, The Coffee One này mọi người. Nó giống như là fine dining của cà phê ấy. Lần trước tụi mình đã trải nghiệm rồi. Mình ghé Simple Coffee để uống affogato. Nhưng mà trời lạnh các bạn ấy không còn bán kem nữa. Và lại quay lại đi in Thai Food. Nên may quá tối thứ hai nên là không phải xếp hàng lâu lắm. Có thể xem được mọi người làm bánh trực tiếp qua ô cửa kính này. Có xeo long bào đây vừa mỏng, vừa mềm, vừa mịn, hơi dai dai. Còn phần nhân thì thôi tùy gu của mọi người nhé. Cá nhân mình thì không thích món xeo long bao truyền thống đâu. Nhưng mà mình rất thích cái món xeo long bao tôm với cả bí này. Ăn rất là tươi và ngọt nhé. Món ăn khác mà mình rất mê ở Dim Tai Fung lại là món đậu xào mọi người ạ. Đậu que được xào ở lửa lớn vừa giòn vừa xanh, cùng với cả thịt băm mà được xào với cái gì đó như là mắm tép ấy mọi người. Ăn cuốn lắm, mình rất là thích món này. Cơm rang ở đây sẽ thiên về kiểu cơm rang hơi mềm nhóc, rang ngủ với trứng. Thì gọi thêm cùng với cả thịt ở đây ăn cũng khá là ok. Và đương nhiên là mình phải gọi món sủi cảo với dầu ớt mà mình yêu thích rồi. Mấy lần đi gọi sườn xào chua ngọt toàn hết. Lần này gọi được nhưng mà thực sự là mình thấy nó không hợp khẩu vị cho lắm. Vâng, và lý do lần nào mình cũng nằng nặc quay lại Dim Tai Fung chính là món này, bánh bao kim sa. Mình mê lắm mọi người ơi, rất là ngon và ngọt, rất là vừa phải luôn, mê lắm. Ăn xong thì tụi mình qua Yonggang Street chơi. Cái khu phố này thì lần trước tụi mình thuê khách sạn ở ngay cạnh nên là đi chơi rất là nhiều lần rồi. Hôm nay ghé qua đây sau khi ăn tối thì mua một vài món quà lố lăng nhố nhăng dành tặng cho những người bạn của mình. Giữa phố có cái hàng trái cây này, họ bày cái chai nước ép trái cây trông rất là dễ thương và hoa quả trông rất là bắt mắt. Nhưng mà mọi người ơi, đừng mua nhá, không ngon đâu, dở lắm ý. Hội chợ đã kết thúc vào ngày hôm qua nên hôm nay bạn bồ mình rảnh, có thể dành cả ngày để đi chơi với mình. Mình lại quay trở lại quán bán cơm lươn Nhật Bản. Cơm lươn Nhật hôm nay còn ngon hơn cả hôm trước, vị vừa vặn đậm đà hơn và đặc biệt là không hề có xương răm như hôm trước, ăn rất là mềm và béo ngậy. Hôm nay mình gọi thử cả một phần hàu tầm bột chiên. Con hàu to, mọng nước, được bọc bột rất là vừa phải, tuy nhiên là ăn có phần hơi ngán mọi người ạ. Katsudon cũng là một món rất nổi tiếng của nhà hàng, nhưng mình không thích vì vị ngọt quá đối với mình. Vẫn như lần trước quán rất là đông, nhưng mình cảm thấy khá là thích không gian cũ kỹ này. Cuối cùng thì mình cũng được quay lại Oasis để uống món uống yêu thích của mình. Món đó là signature của quán này có tên là Highball. Các bạn ý là một loại siro bao gồm có trà oolong và đường. Sau đó dùng siro đó để pha cùng với một loại nước có ga có hương đào
và cuối cùng là một shot espresso. Mình cực kỳ thích món này trong lần trước lúc thăm Đài Bắc, nên lần này nhất định là phải quay lại. Buổi tối chúng mình ghé lại siêu thị này để mua sushi ăn tối. Lần trước tụi mình đã mua được cá siêu tươi ngon ở đây, nhưng lần này thì buồn quá. Mới tầm 6:30 là họ đã hết các loại cá ngon và bắt đầu dán nhãn giảm giá lên các hộp đồ ăn mất rồi. Thành ra bữa tối này rẻ thì có rẻ thật đấy, nhưng mà nói chung là cũng tạm tạm thôi, không ngon lắm đâu. Vì chưa ăn được gì mấy nên ra ngoài bồ mình vẫn cảm thấy đói bụng. Mình chỉ cho bồ mình một hàng gà rán. Gà rán của họ thì không ngon, lần trước mình đã thử rồi. Nhưng họ có món nấm tẩm bột chiên ăn cực kỳ ngon luôn. Miếng nấm vừa mềm, vừa dai, vừa mọng nước. Vị ngọt của nấm hòa quyện với vị gia vị rất vừa vặn, ăn cực kỳ lôi cuốn luôn. Sau đó tụi mình quay trở lại hiệu sách lớn nhất Đài Bắc. Tụi mình đã mua được những gì tụi mình cần, nhưng mà mình sẽ chỉ quay cho mọi người xem những gì hay hay thôi nhé. Này náo lắm. Còn là láo thôi, còn hôi nữa. Hôi thì bình thường. Buổi sáng cuối cùng tại Đài Loan, tụi mình đi xe bus ra nhà ga chính để gửi đồ. Giờ cùng tụi mình đi ăn cơm thịt kho tại một cửa tiệm rất nổi tiếng nhé. Gọi là cửa tiệm nhưng thực chất đây chỉ là một quầy bán thức ăn nho nhỏ. Phía bên ngoài có kê thêm vài chiếc ghế xếp bàn xếp để cho khách ngồi. Các cô các dì làm cực kỳ nhanh. Tiệm này đã có mặt trong Michelin Guide rất là nhiều năm rồi, và đặc biệt là đồ ăn rất là rẻ và chất lượng. Và đây là món bánh bao ngon nhất mà mình đã từng ăn. Vỏ bánh bao mềm, xốp, mịn thơm, thịt kho nhừ đậm đà quyện với vị chua mặn mặn của dưa muối cùng với sự béo bùi của đậu phộng và thơm thơm của rau mùi. Món bánh bao hòa quyện ngon khủng khiếp. Phần thịt và đậu phụ kho của cơm cũng rất ngon, nhưng cá nhân mình thì không thích món cơm bằng món bánh bao bởi vì phần dưa bị thiếu chua và hơi mặn quá đối với mình. Đang đi trên đường lại va phải một cửa tiệm gắp thú, và thế là lại gắp thú, và lần này dinh về hẳn 3 em gấu liền. Giờ hãy cùng mình đi tới hàng kem yêu thích của mình tại Đài Bắc. Đây cũng là hàng kem lâu đời nhất Đài Bắc. Các vị kem ở đây có thể nói là rất dị. Nổi tiếng nhất họ có kem vị thịt chân giò kho, vị trà bông, vị cơm gà và tí tí các vị kem kỳ lạ khác. Nhưng mình đặc biệt quay lại tiệm kem này vì mình cực kỳ mê kem bia Đài Loan ở đây. Nhiều nơi làm kem bia nhưng không có vị kem, hoặc lại không có vị bia. Kem bia ở đây đặc biệt rất hài hòa. Cái cảm giác mát lạnh, có chút béo béo của kem, nhưng lại thơm đậm và có chút đắng nhẹ của bia. Ngon ơi là ngon, lần này mình đòi ăn tận 2 viên. Các vị kem khác mà tụi mình cũng đã thử qua là kem dưa hấu, kem long nhãn cũng khá là ngon. Còn riêng kem trà bông thì tụi mình không thích lắm. Nó cứ mặn mặn giảm sao ấy mọi người ạ. Nhìn chung kem ở đây thì rất là mềm mịn và không bị ngọt đâu. Nếu mà có cơ hội tới đây thì mọi người nhớ đọc bài báo được treo trên tường nhé. Rất là thú vị đấy.
Ra tới tận sân bay rồi lại va vào cái máy gắp thú, vẫn đam mê như lần này không gắp được gì cả. Lần trước đi Đài Bắc về, mình có nói với bồ mình rằng mình không thích Đài Bắc lắm, chắc sẽ còn rất lâu nữa mới quay trở lại. Nhưng sau lần này, càng ở lâu mình lại càng thích thành phố này hơn. Thế cảm giác dễ chịu ở thành phố này, từ không khí, khí hậu, tới những con người dễ thương ở nơi đây. Hẹn gặp lại Đài Loan vào một ngày nào đó nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình Đài Loan lần này của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog sau. Bye bye!